Chiếc nhẫn đồng hồ này chị Lan mình chế tác ra chỉ có 3 chiếc mà thôi. Luôn luôn độc và hiếm khi mà bị đụng hàng. Dạ anh chị Lân ơi. Ơi. Dạ sao? Cho em hỏi là mấy giờ rồi vậy anh? Anh biết em hỏi mấy giờ luôn á. Nên anh em chưa hỏi là anh coi giờ liền. Bây giờ là 8:10. Em biết tại sao mà anh biết em hỏi gì không? Dạ, tại vì hình như trên tay của anh nó có hai. Không cái... phải. Tại vì anh biết đây là mình kịch bản mà. Đúng không? Em tưởng anh kịch bản. Đúng rồi. Cái này là chiếc nhẫn đồng hồ. Rất nhiều người thắc mắc giống em hỏi. Thấy đây thấy anh đeo không biết là đồng hồ hay là nhẫn. Thật ra nó là nhẫn mà, nhưng mà nhẫn đồng hồ. Rồi bây giờ em lại em coi nè, trên đồng hồ này anh đeo là mấy giờ? Dạ, 8:10. Ờ bây giờ 8:15 rồi. Hồi nãy mình đầu clip á là 8:10 mà mình nói chuyện qua lại quay tới quay lui thành ra 8:05 rồi, đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ em nhìn này mấy giờ? Dạ cũng 8:15 luôn. 8:15 luôn. 8:05 đến 15 cái coi lại coi. 8:15. Ờ vậy đây bao nhiêu? Dạ 8:15. Vậy là anh nói nhầm. Đúng rồi 8:15. Vậy thì đây là cái gì? Nó cũng là đồng hồ luôn nhưng mà nhẫn đồng hồ. Nhẫn đồng hồ. Vậy thì mình đeo một bộ đôi như thế này nhìn nó thú vị thiệt. Nhìn thú vị chứ bộ. Hay chứ. Nhiều người không biết là tưởng là cái đồng hồ mô hình thôi, nhẫn đồng hồ mô hình thôi chứ không phải là đồng hồ chạy đúng giờ được. Nhưng mà chạy giờ cực kỳ chuẩn. Theo em thì chiếc nhẫn đồng hồ này chạy bằng cái gì? À dạ chạy bằng pin. Pin, đúng rồi. Tại vì cái mặt bộ máy này nhỏ lắm. Dạ anh ơi, mình có nhiều không anh? Có nhiều cái gì? Em hỏi nhiều cái gì? Có nhiều đồng hồ hay là nhẫn đồng hồ anh hỏi gì? Dạ em hỏi là cái nhẫn đồng hồ mình có nhiều không? À chiếc nhẫn đồng hồ này chị Lan mình chế tác ra chỉ có 3 chiếc mà thôi. Vì vậy luôn luôn độc và hiếm khi mà bị đụng hàng. Nguyên một combo luôn anh thấy không? Đồng hồ Rolex, điện thoại Vetu và nhẫn đồng hồ Patek đồng hoàng. Nhìn cái tay đeo đồng hồ Rolex và đeo thêm một chiếc nhẫn đồng hồ nữa thì một bộ đôi này là một bộ đôi combo hoàn hảo, rất đẹp và rất cá tính. Và hầu như nếu như đeo chiếc nhẫn đồng hồ này với đồng hồ này là gần như là độc bản rồi. Và ba cái chị Lân sẽ đưa về ba nơi. Và hầu như là mỗi vị khách sẽ đeo chung với một cái đồng hồ khác nhau. Nên là ít khi nào mà đụng nhau được lắm. Có nhiều khách đặt thêm nhưng mà chị Lân sẽ không làm nữa. Vì cái mẫu này chị Lân chỉ ra đúng 3 chiếc. Chị Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.